Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, quý khách quý, thay mặt cho đội văn nghệ người cao tuổi phường Cổ Nhuế Nam, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý đại biểu lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho liên hoan tiến hành người cao tuổi quận Bắc Từ Liêm 2020 thành công rực rỡ. Và nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tôi cũng xin gửi tới các bà, các mẹ, các chị em lời chào, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Sau đây chương trình thiên văn tiếng hát người cao tuổi quận Bắc Từ Liêm của người cao tuổi phường Cổ Nhuế Hai chúng tôi xin được bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý khách quý, trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã có những cống hiến to lớn, góp phần vun đắp nên truyền thống vẻ vang của dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có những đội du kích đầu bạc mà sự đấu tranh anh dũng, hy sinh oanh liệt của những đội viên tóc bạc dân long này đã làm cho quân giặc khiếp vía kinh hồn. Và Bác Hồ đã nói, tuổi cao chí khí càng cao, chống Mỹ nước già nào kém ai. Trải qua thời gian, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam vẫn luôn trung thành với đất bạc, tiếp tục cống hiến đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Và người cũng nói rằng tuổi già nhưng trí không già, góp phần xây dựng nước nhà thành công. Sau đây kính mời các quý vị đại biểu khách quý thưởng thức ca khúc Hạnh Phúc Người Cao Tuổi, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hy, trình bày đồng ca biên đạo múa Ánh Tuyết. Kính mong các quý vị cùng thưởng thức. Thank you.